Xin chào mọi người, tới giờ thèm mì rồi. Hôm nay mình ăn mì tương đen bun tặc bột cum miên. Mì tương đen nhưng mà siêu cay nha. Mì này cay, mì đen nhưng mà nó cay, ngon lắm á. Mì tương đen siêu cay với chân gà rút xương siêu cay ăn cùng. Cái này là một bộ đôi siêu cay hoàn hảo. Món này là chân gà rút xương mà ở Hàn Quốc người ta làm dặn nhôm cay á các mọi người. Người ta làm dặn nhôm cay á. Món này là ở Hàn Quốc là mấy người trẻ, thanh thiếu niên, đồ học sinh đồ này kia đó thích ăn lắm, giống như là hột vịt lộn gỏi cuốn ở bên mình vậy đó. Mời mọi người nha. Trời ơi, ngon hấp dẫn quá. Trời ơi, cay. Cay mà ngon kinh khủng. Ai mà khoái ăn cay ha. Chân gà này là ăn là ghiền nè. Ngon quá. Chân gà cay này mà có ly bia là